Loét bàn chân là một trong những biến chứng nguy hiểm của tiểu đường. Tại khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, nhiều bệnh nhân bị biến chứng dẫn đến hoại tử chân, vết loét ăn sâu vào xương làm tăng nguy cơ phải cắt củ chi. Đáng nói, với các vết thương nhỏ ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn là vài ngày, vết nhiễm trùng lan nhanh và nhiễm khuẩn nặng. Một ca bệnh đang được cắt vết thương để dẫn lưu mủ ra ngoài tại phòng điều trị loét, khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, khi phóng viên báo Sức khỏe và Đời sống đến đây là bà Nguyễn Thị Mờ, 84 tuổi, quê Thái Bình. Nhìn nửa bàn chân bà tím, sưng nề, cương mủ phía trong, ít ai ngờ rằng trước đó chân bà bình thường, nhưng sau khi bệnh nhân cắt móng chân bị chảy máu dẫn đến nhiễm trùng ngón chân của bàn chân bên phải. Vết nhiễm trùng lan nhanh và chỉ sau 10 ngày đã lan lên cả bàn chân, gây hoại tử gần nửa bàn chân. Khi bác sĩ rạch ra để dẫn lưu mủ, bà không những không có cảm giác đau, mà tổ chức tổn thương không chảy máu sau khi rạch bởi khu vực không được cấp máu từ cơ thể và hoại tử. Các dây thần kinh bị tổn thương dẫn đến giảm mất cảm giác đau. Đáng nói, vết hoại tử nhiễm trùng đã lan vào xương nên chân bà luôn có mùi khó chịu. Thạc sĩ bác sĩ Phạm Thị Mỹ Thuần, khoa nội tiết đái tháo đường cho biết, cách 2 tuần vào viện, bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện tỉnh Thái Bình lên khoa trong tình trạng nhiễm trùng bàn chân phải, mới phát hiện đái tháo đường và suy thận. Khi vào khoa, bệnh nhân sốt cao 38,9 độ, bàn chân phải sưng nóng, đỏ, đau nhiều, hoại tử đen ngón ba, mạch mu chân và chảy sau khó bắt, tê bì bàn chân hai bên. Xét nghiệm tình trạng nhiễm trùng tăng rõ, bạch cầu 36 g trên lít, CRP 238 ml trên lít, đường máu cao và đã có nhiều biến chứng của bệnh tiểu đường như biến chứng thần kinh ngoại biên làm bệnh nhân giảm mất cảm giác bàn chân, biến chứng mạch máu ngoại vi, xơ vữa tắc hẹp mạch chi dưới làm giảm tới máu đến bàn chân, suy thận. Các bác sĩ phải rạch dẫn lưu tại vị trí ổ mủ để mủ chảy ra ngoài, đồng thời mủ sẽ được chuyển đi xét nghiệm kiểm tra, xác định căn nguyên vi sinh vật gây bệnh. Từ đó có phác đồ điều trị kháng sinh chính xác hơn. Trong các trường hợp này có thể xảy ra khả năng bị nhiễm nhiều tạp khuẩn nên việc xác định được vi khuẩn cũng rất khó khăn. Cũng theo bác sĩ Mỹ Thuần, hiện nay các bác sĩ đang điều trị bằng kháng sinh phổ rộng nhưng nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và phải cắt cụt bàn chân rất cao. Bên này thì 84 tuổi, trên nền đái tháo đường type 2 và có bệnh lý suy thận nữa. Thì chỉ sau khi mà bệnh nhân cắt móng chân, sau đó thì bị chảy máu và nhiễm trùng cái ngón chân thứ 3 của bàn chân bên phải này. Thì sau đấy nhiễm trùng lan lên rất là nhanh, trong vòng 10 ngày đã lan lên cả bàn chân. Và bây giờ là hoại tử, gần như là 1/2 giữa của bàn chân rồi. Đấy, chúng ta cắt lọc không hề chảy máu ra được, tức là cái vị trí đó đã hoại tử rồi. Đấy, và chúng tôi hiện tại thì đang trích rạch để lấy mủ, trước hết là mình trích rạch cũng là dẫn lưu cái vị trí đó để cho mủ được dẫn lưu ra ngoài. Đấy cũng là một cái phương pháp để điều trị. Thứ hai là chúng tôi cũng lấy mủ cấy để làm xét nghiệm để xem xét những cái loại vi khuẩn nào nó dễ nó gây nên cái tổn thương này cho bệnh nhân, thì cái sau đấy thì cái phác đồ điều trị kháng sinh có thể nó sẽ chính xác được hơn. Tất nhiên là trong những trường hợp bệnh nhân như thế này thì rất dễ là bị nhiễm nhiều tạp khuẩn, nhiều loại vi khuẩn, để mà khó xác định được cái căn nguyên vi khuẩn để chính xác mà gây được cái nhiễm trùng này thì nó cũng là khó khăn. Mình sẽ cố gắng hết sức để làm được cái việc đó để giúp cho cái việc điều trị nó tốt hơn. Bệnh nhân này vào viện thì cái tình trạng vi lăng nhiễm trùng trong máu rất cao và bệnh nhân sốt liên tục, sốt toàn 39-40 độ thôi. Cái nguy cơ của nhân này nhiễm khuẩn huyết, đi vào nhiễm khuẩn huyết và sốc nhiễm khuẩn rất cao, bạch cầu lên tận 40.000. Đấy, chúng tôi hiện tại đang dùng kháng sinh, những cái loại kháng sinh mạnh và phổ rộng để điều trị cho bệnh nhân. Tuy nhiên là nguy cơ nhiễm khuẩn huyết và đặc biệt là phải cắt cụt cái bàn chân này rất cao. Một ca bệnh biến chứng khác đang được các bác sĩ khoa nội tiết điều trị vết loét chính là ông Nguyễn Văn Hát, 55 tuổi ở Đông Hưng, Thái Bình. Cách đây 6 ngày, ông đi bắt cá ở ao, bị vẩy cá rô gây xây sát ở da vùng giữa cẳng chân trái. Sau một ngày, cẳng chân trái xuất hiện sưng nề, nóng đỏ tăng dần, nổi nhiều bọng nước. Ngày hôm sau, tình trạng sưng viêm lan xuống cả bàn chân. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao liên tục 39-40 độ, tình trạng nhiễm trùng rõ, sưng nề, nóng đỏ, đau nhiều vùng cẳng, trợt da rộng cẳng chân trái, chảy dịch. Xét nghiệm chỉ số viêm trong máu tăng cao, bạch cầu máu 19 gram trên lít, CRP tăng 532 mg trên lít. Và cũng chỉ khi đi khám, ông mới hay mình bị tiểu đường. Bác sĩ chuyên khoa 1 Dương Minh Tuấn, khoa nội tiết Bệnh viện Bạch Mai cho hay, trường hợp bệnh nhân H là một điển hình của biến chứng đái tháo đường, bởi chỉ cần một vết sức nhỏ nhưng trên nền bệnh đái tháo đường có thể dẫn đến các nguy cơ nặng hơn, trong đó là loét chân, thậm chí phải cắt bàn chân. Khi bác sĩ mở lớp băng ra, không chỉ hình ảnh toàn bộ cẳng chân và bàn chân bị nhiễm trùng, nhiều vết bỏng rộp chật ra còn xuất hiện mùi khó chịu, nước rỉ từ vết thương chảy xuống. Để điều trị, các bác sĩ phải vệ sinh sát khuẩn toàn bộ vết thương, đồng thời uống, truyền phối hợp các kháng sinh phổ rộng để kiểm soát ổ nhiễm khuẩn. Theo các bác sĩ điều trị, các ca bệnh này đều được phối hợp cùng đơn vị điều trị loét của khoa để chăm sóc nhiễm trùng bàn chân, nhiễm trùng da mô mềm trên bệnh nhân đái tháo đường. Bệnh nhân nam 55 tuổi, có tiền sử hút lâu năm và điều trị thuốc nhưng mà không rõ loạn. Thì bệnh nhân này đợt vừa rồi là lội xuống ao
xong rồi va cái mắt cá phía trong của chân vào một cái vảy cá, cái lúc cá nó nổi lên con cá chép ấy, cà rô, thế là xong rồi va vào cái vảy cá thì gây ra một vết xước rất là nhỏ. Thế nhưng mà cũng chủ quan không điều trị, thì sau đấy là thấy bắt đầu nó sưng lên, mà chỉ diễn ra chỉ trong đúng một tuần, mới bệnh nhân mới bị từ từ 2 tuần trước, và cái tổn thương nó lan rất là rộng như này rồi. Đấy, thì trên nền đến lúc mà bệnh nhân vào viện thì bắt đầu mới tình cờ phát hiện ra đã bị tiểu đường. Thì trên nền một cái bệnh nhân tiểu đường mà chỉ cần một cái vết rất là nhỏ thôi, rất là nhỏ thôi mà sau một tuần tổn thương nó nhiễm trùng nó lan rộng như này rồi. Hiện giờ thì cái tổn thương ở bàn chân nó đã đi vào xương, đã ăn vào xương, thì tạm thời đang sử dụng kháng sinh để điều trị và hy vọng rằng là có thể cải thiện được, bệnh nhân không cần phải cắt cụt chi là tốt nhất. Theo các chuyên gia, hầu hết các triệu chứng ban đầu của bệnh đái tháo đường là mức gluco trong máu cao hơn bình thường. Biến chứng tiểu đường trên lâm sàng khá nhiều nhưng bệnh nhân vào viện rất ít. Vì biến chứng đái tháo đường tiến triển chậm, đến thời điểm khi có dấu hiệu thì bệnh đã rất nặng. Cụ thể, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Việt Hùng, giảng viên bộ môn nội Đại học Y Hà Nội, hiện công tác tại khoa nội tiết đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai cho hay, các biến chứng nhẹ có thể nhìn thấy như nhìn mờ, chuột rút, tê bì chân tay, nặng hơn nữa có thể suy thận, suy tim. Còn các biến chứng nặng nề như biến chứng bàn chân đái tháo đường gây nhiễm trùng hoại tử. Để phòng chống biến chứng đái tháo đường, bác sĩ Hùng khuyến cáo bệnh nhân cần tuân thủ điều trị, chế độ ăn uống hợp lý, tái khám thường xuyên. Thực ra thì những cái biến chứng mà mình có thể gặp trên lâm sàng nó khá là nhiều. Tuy nhiên thì cái số lượng mà bệnh nhân vào viện trên thực tế nó sẽ thể hiện cái số lượng rất ít cho những bệnh nhân mà chưa phát hiện biến chứng. Bởi vì sao? Bởi vì cái bản chất đái tháo đường, cái biến chứng của nó sẽ phát triển rất là từ từ, từng tí một. Đấy, đến cái thời điểm mà chúng ta nhận ra biến chứng thì nó đã rất là nặng rồi. Nên là về số lượng thì chúng ta cũng không nói được, sẽ là rất là nhiều trên dân số Việt Nam hiện nay. Và thực trạng là ra thực trạng là bệnh nhân càng ngày càng béo, càng ngày đái tháo đường càng nhiều. Thế thì cái việc mà kiểm soát đái tháo đường mà biến chứng nó không tốt ấy, thì nó sẽ biến chứng rất là nhiều. Các biến chứng hay gặp nhất nếu nhẹ thì cũng có thể là sao, cũng có thể là bệnh nhân nhìn mờ nhiều hơn, là bệnh nhân có những cái dấu hiệu ví dụ như là chuột rút, ví dụ như là tê bì chân tay. Còn nặng hơn nữa là sao, nặng hơn nữa là có thể dẫn đến suy thận, suy tim và những cái biến chứng rất nặng nề, ví dụ như những biến chứng về bàn chân đái tháo đường, phải các bệnh lý nhiễm trùng. Trước vấn đề hiện nay nhiều người bỏ thuốc tây và sử dụng các bài thuốc dân gian hay nghe các quảng cáo trên mạng để điều trị tiểu đường, vị bác sĩ cho rằng người dân không nên tin, bởi đái tháo đường không thể điều trị được bằng cách này và càng uống thuốc càng khiến bệnh đái tháo đường nặng hơn và gây suy tim, suy thận. Đặc biệt, bác sĩ Nguyễn Việt Hùng cũng chia sẻ một ca bệnh vì tin vào quảng cáo trên mạng nên bỏ chương trình điều trị kiểm soát đái tháo đường của Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, chỉ sau 3 ngày ngừng thuốc để ăn theo chế độ trên mạng đã dẫn đến rối loạn đường huyết nặng, nguy hiểm đến tính mạng. Cái tình trạng đấy nó không chỉ gặp trên những người già, có thể những người già tuổi, người ta tin là mình dùng thuốc này, mình dùng thuốc họ, người ta có thể đỡ được cái đái tháo đường. Tuy nhiên thì một số trường hợp các bạn trẻ có thể các bạn ấy cũng tin vào những cái quảng cáo trên mạng. Gần đây nhất thì có một trường hợp bệnh nhân 16 tuổi, khá là trẻ, bệnh nhân bị đái tháo đường tiếp 1. Họ vẫn theo chương trình quản lý đái tháo đường Bệnh viện Bạch Mai, nghĩa là họ đang điều trị rất là tốt, không hề có một biến chứng nào cả. Tuy nhiên thì đợt này bạn ấy lại đến với mình với tình trạng là toan xê tôn, tăng đường máu rất là nặng, rối loạn toan kiểm rất là nặng. Và khi mình khai thác thì bạn ấy bảo là em nghe theo một cái quảng cáo trên mạng gọi là hiện tại là bây giờ là không cần điều trị đái tháo đường nữa và chỉ cần điều chỉnh chế độ ăn thôi. Thế nên em thử dùng thuốc khoảng 3 ngày và chỉ cần 3 ngày thôi là bạn ấy đã vào với tình trạng rất là nặng rồi, nguy hiểm đến tính mạng rồi. Hiện tại thì bệnh nhân đã được điều trị rất là ổn định và từ đó đến nay thì bệnh nhân vẫn tái khám thường xuyên và cũng không nghe theo lời khuyên của anh nữa, thì nói chung bạn cũng khá là ổn. Theo các chuyên gia, với xu hướng phát triển của thế giới và Việt Nam, bệnh nhân đái tháo đường ngày càng nhiều hơn. Trong đó, các đối tượng cần quan tâm để kiểm soát đường huyết như yếu tố gia đình, người béo phì, người bị rối loạn tiêu hóa hay người mang thai vốn đã có tiểu đường thai kỳ. Đặc biệt, phụ nữ bị tiểu đường thai kỳ cần tầm soát tốt vì tăng nguy cơ biến chứng thai nhi, sản khoa.